Xin chào tất cả các em. Ở video giáo hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi sang bài tiếp theo của chương trình đại số lớp 8, tức là chúng ta sẽ đi sang bài số 7, phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hàm lượng thức. Ta có ví dụ này. Phân tích đa thức sau thành nhân tử x bình trừ 4x cộng 4. Như vậy ở đây thì chúng ta thấy có bình phương, đúng không ạ? Bình phương thì chúng ta sẽ đưa về dạng là bình phương của một hiệu. Như vậy x bình này, 4 này chính bằng 2 bình phương, đúng không ạ? Đây này, bình phương số thứ nhất, bình phương số thứ hai. Như vậy ở giữa nó sẽ là trừ 2 lần tích của số thứ nhất và số thứ hai. Vậy các em mạnh dạn các em ghi trừ 2 lần x nhân với 2. Và chúng ta nhẩm lại, nó chính bằng x bình này. Cái này chính trừ 4x này, cái này là 4, đúng không ạ? Và chúng ta tách như thế này để chúng ta nhìn thấy nó là dạng hàm lượng thức x trừ 2 tất cả bình. Như vậy từ đa thức này chúng ta đã chuyển về phân tích thành nhân tử đây. Ý B là chúng ta cần phân tích cái x bình trừ đi 2. Như vậy đây là bình phương số thứ nhất. Vậy chỉ có một số thôi, thì trong cái hàm lượng thức của chúng ta sẽ có A bình trừ B bình, đúng không ạ? Như vậy cái con 2 này các em sẽ chuyển thành căn 2 tất cả bình. Căn 2 tất cả bình thì nó bằng 2. Và đến đây chúng ta thấy là A bình trừ B bình. A bình trừ B bình thì nó sẽ bằng là A trừ B nhân A cộng B, đúng không ạ? Câu C, 1 trừ đi 8x mũ 3. Như vậy các em nhìn vào đây chúng ta thấy này, đây có liên quan đến mũ 3. Như vậy 1 này chính là bằng 1 mũ 3. 8x mũ 3 thì nó chính bằng 2 nhân x tất cả mũ 3. 2x tất cả mũ 3 bằng 8x mũ 3. Như vậy đây là A lập trừ B lập. A lập trừ đi B lập thì nó sẽ bằng A trừ B, đúng không? A trừ B. Thừa số cho A bình. A bình tức là 1 bình phương thì bằng 1, đúng không ạ? Cộng với A nhân với B, tức là 2x nhân 1 thì bằng 2x thôi. Cộng với B bình phương, tức là cộng với 2x tất cả bình. 2x tất cả bình thì nó bằng 4x bình. Được chưa? Và các cái cách làm như trên này là chúng ta đã phân tích thành nhân tử bằng cái phương pháp là dùng hàm lượng thức. Cô và các em sẽ đi vào phần hỏi chấm 1. Yêu cầu các em phân tích các đa thức sau thành nhân tử. Câu A này, x mũ 3 cộng với 3x bình cộng 3x cộng 1. Như vậy, ở đây em thấy là liên quan đến x mũ 3, tức là nó sẽ liên quan đến hàm lượng thức là lập phương, đúng không ạ? Như vậy thì đây này, x mũ 3, đây là lập phương số thứ nhất. 1 này chính là 1 mũ 3, vậy đây là lập phương số thứ hai, đúng không? Như vậy thì lập phương số thứ nhất, lập phương số thứ hai, vậy cộng với 3 lần bình phương số thứ nhất nhân với số thứ hai, cứ mạnh dạn đi thôi, cộng với 3 lần tích của số thứ nhất nhân với bình phương số thứ hai. Nhẩm lại này, x mũ 3 đúng chưa? 1 mũ 3 thì bằng 1 này, 3 x bình nhân 1 thì vẫn bằng 3 x bình thôi, 1 bình phương thì vẫn bằng 1, 3 x nhân 1 vẫn bằng 3 x. Nhưng chúng ta chuyển về cái dạng này để các em dễ dàng giấy thấy được cái hàm lượng thức. Như vậy đây chính là hàm thức x cộng 1 tất cả mũ 3. Như vậy là chúng ta đã phân tích cái đa thức này thành nhân tử đây. Phân tích thành nhân tử tức là các em đưa về gì? Các em đưa về phép nhân hoặc là đưa về phép lũy thừa nhá. Trong đấy chỉ có nhân chia này. Đấy, và lũy thừa thôi. Còn nếu mà có cộng trừ thì cộng trừ phải nằm trong mặt. Tiếp theo chúng ta sẽ sang ý B. Ý B ở đây x cộng với y tất cả bình phương trừ đi 9x bình phương. Vậy đối với cái ý này các em làm như nào? Cái này thì chúng ta sẽ đưa dạng về dạng A bình trừ B bình. Cái x cộng y tất cả bình này các em giữ nguyên. 9x bình phương tức là bằng 3x tất cả bình. 3x tất cả bình thì bằng 9x bình, đúng chưa? Vậy ở đây là cái này, cụm này đóng vai trò là A này, A bình này, đây là B bình. Vậy A bình trừ đi B bình thì nó sẽ bằng A cộng B nhân A trừ B, đúng không ạ? Vậy bằng x cộng y này cộng với 3x nhân với x cộng với y
trừ đi 3x. Kết quả cuối cùng của chúng ta sẽ bằng x cộng với 3x, 4x cộng với y. X trừ đi 3x bằng trừ 2x cộng y. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được cái phần hỏi chấm 1. Tiếp theo cô và các em sẽ sang phần hỏi chấm 2 nhé. Bạn nào cần thì hãy dừng video bài giảng của cô một chút. Để ủng hộ cô thì các em hãy thu nhỏ màn hình lại hoặc là kéo xuống phía dưới. Góc phải của cái màn hình ở phía dưới có chữ đăng ký màu đỏ ấy. Các em nhấn nút đăng ký màu đỏ giúp cô nhé. Đồng thời nhấn vào biểu tượng hình cái chuông để khi mà cô up bài lên thì các em sẽ nhận được các cái video miễn phí. Và việc nhấn đấy là hoàn toàn miễn phí nên các em không phải băn khoăn gì cả, đúng không ạ? Mình nhấn chuông để mình nhận các video miễn phí thì là sẽ rất có lợi cho các em. Bây giờ sang phần hỏi chấm 2, yêu cầu các em tính nhanh. 105 bình trừ đi 25. Như vậy, hỏi chấm 2. Cái thế này thì chúng ta làm như nào với bài này? Như vậy thì 105 bình phương, 25 này có phải là 5 bình không? 5 bình phương bằng 25, đúng chưa? Vậy đến đây các em áp dụng hằng thức A bình trừ B bình. A bình trừ đi B bình thì bằng A trừ đi B nhân với A cộng B. Hoặc là các em viết là 105 cộng 5 rồi nhân với 105 trừ 5 cũng được. Đổi chỗ hai cái biểu thức này đều được nhá. 105 trừ đi 100 à, trừ đi 5 thì bằng 100. Cái này cộng thì bằng sẽ bằng 110. Như vậy 100 nhân với 110 kết quả chúng ta sẽ bằng 11.000. Như thế là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được phần hỏi chấm 2. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần 2 nhỏ, đó là phần áp dụng. Phần áp dụng này chứng minh rằng 2n cộng 5 tức là bình trừ đi 25 chia hết cho 4 với mọi số nguyên n. Vậy các em làm sao để các em tách ra? Muốn chia hết cho 4 thì các em phải phân tích cái này này, phân tích cái này thành nhân tử và nó là 4 nhân với một cụm nào đấy. Khi mà các em tách ra là bằng 4 nhân với một cái gì đấy thì nó sẽ chia hết cho 4, đúng không? Như vậy ở đây là 2n cộng 5 tất cả bình này, trừ đi 25 thì cái con 25 này chúng ta sẽ đưa về dạng là bình phương, tức là 5 bình phương nên bằng 25. Đến đây các em áp dụng hằng đẳng thức A bình trừ B bình, đúng không ạ? A bình trừ B bình thì bằng A trừ đi B. Cái này đóng vai trò là A này, tức là 2n cộng 5 trừ đi 5 nhân với 2n cộng 5 rồi lại cộng thêm 5, đúng không ạ? Đây là A này trừ đi B này, đây là A này cộng B này. Như vậy 5 trừ 5 hết, đúng không ạ? Vậy đây là 2n, đây là 2n cộng với 10. Như vậy thì nó sẽ bằng 2n nhân với 2n cộng 10, đúng chưa? Phía trong ngoặc này, cái phía trong ngoặc lại có số 2 là nhân tử chung, có số 2 là nhân tử chung. Vậy các em đặt cái con 2 ra ngoài, đặt con 2 ra ngoài thì trong ngoặc nó sẽ còn là n cộng 5, đúng không ạ? Đặt một con 2 trong ngoặc, cô nói lại trong ngoặc này có con 2 là nhân tử chung này, đặt 2 ra ngoài đã, cứ nhớ là đặt ra thì trong ngoặc nó sẽ còn n cộng 5. Vậy cái con 2 đặt ra ngoài nó sẽ nhân với con 2 bên ngoài thì thành 4, đúng không ạ? Như vậy thì lại 4 n nhân với n cộng 5. Và nhìn vào biểu thức này thì rõ ràng nó chia hết cho n. Khi chia hết cho 4, khi mà chia cho 4 thì kết quả nó sẽ là gì? N nhân n cộng 5, tức là rút gọn cho số 4 này này, chia hết cho 4. Như vậy thì cái biểu thức ban đầu của chúng ta nó sẽ chia hết cho 4. Và khi mà chúng ta phân tích ra nó xuất hiện số 4 ở đây thì nó sẽ chia hết cho 4. Bây giờ cô và các em sẽ cùng đi vào các cái bài tập nhé. Bài tập đầu tiên đó là bài tập số 43. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử.
Chúng ta sẽ có 43. Cô ghi sang đây cho nó dễ nhìn nhé, dễ ghi. 43 ý A. X bình cộng 6X cộng 9. Vậy các em sẽ có này, đây là bình phương số thứ nhất này. Vậy cái con 9 này các em phải làm biến đổi thành bao nhiêu bình phương? Vậy 9 chính là bằng 3 bình phương. Bình phương số thứ nhất, bình phương số thứ hai. Như vậy thì nó thiếu cái gì? Cộng với 2 lần tích của số thứ nhất và số thứ hai. Như vậy 2 nhân với x nhân với 3. Cứ mạnh dạn ghi thôi. Sau đấy chúng ta sẽ sót lại x bình này. Đây là 6x đúng không ạ? Đúng rồi, 9 đúng không? Như vậy cái này chính là biểu thức này. Nhưng chúng ta chuyển về đây để chúng ta nhìn thấy hằng đẳng thức. Bình phương số thứ nhất, 2 lần tích số thứ nhất, số thứ hai cộng bình phương số 2. Thì đây chính là hằng thức x cộng 3 tất cả bình. Đúng chưa? Sang B. Sang B của chúng ta ở đây là ta có là 10x này trừ đi 25 này trừ đi x bình phương. Thế ở đây các em thấy này, nó xuất hiện dấu trừ trước x bình phương. Vậy chúng ta sẽ đổi chỗ. Đồng thời chúng ta đặt dấu trừ ra ngoài. Các em đặt dấu trừ ra ngoài. Đấy, thì trong ngoặc nó sẽ còn x bình này, đúng chưa? Phá ngoặc ra nó phải trừ x bình đúng không? Rồi, đây là đang là 10x thì cô đặt dấu trừ ra trước, thì trong ngoặc cô đổi dấu thành trừ 10x này. Trừ trừ thành cộng 10x, đúng chưa? Cộng 25. Trừ của cộng thì thành trừ này. Như vậy thì soát lại nhá. Đổi dấu đi, có dấu trừ phía trước, phá ngoặc đổi dấu thì thành trừ x bình này, cộng 10 này. Cộng 10x này trừ 25. Đúng không ạ? Như vậy đến đây nó sẽ bằng, vẫn dấu trừ em đặt ra ngoài. Trong ngoặc ở đây là bình phương của số thứ nhất, đây bình phương số thứ nhất, cộng với 5 bình phương, đây là bình phương số thứ hai. Bình phương số thứ nhất, bình phương số thứ hai, có dấu trừ, cứ ghi dấu trừ xuống. Vậy thì sẽ trừ đi 2 lần tích của số thứ nhất và số thứ hai. 2 nhân với x nhân 5. Đúng không ạ? Như vậy thì đây này, soát lại nhá. Bình phương số thứ nhất này trừ 2 lần tích số nhất số thứ hai cộng bình phương số thứ hai. X bình đúng chưa? 10x đúng không? 25 đúng chưa? Hoàn toàn đúng không? Nhưng chúng ta vì sao chúng ta đưa như này? Để chúng ta thấy được hằng đẳng thức. Như vậy kết quả sẽ bằng âm của x trừ 5 tất cả bình. Như vậy là chúng ta đã phân tích cái đa thức ban đầu thành nhân tử, và nhân tử ở đây chính là trừ của x trừ 5 tất cả bình. Sang câu C. Câu C chúng ta có là gì? 8x mũ 3 này trừ đi 1/8. Như vậy ở đây các em nhìn thấy mũ 3 này thì chúng ta sẽ phải đưa về mũ 3. Vậy đây là 8x mũ 3, nhưng mà trong cái hằng đẳng thức của chúng ta là cái gì đấy tất cả mũ 3 cơ, đúng không ạ? Như vậy 8x mũ 3 thì các em sẽ ghi là bằng 2x tất cả mũ 3, có đúng không? 2x tất cả mũ 3 thì nó mới bằng là 8 mũ x mũ 3 trừ 1/8. Vậy 1/8 chính là bằng 1/2 tất cả mũ 3, đúng không? Đấy, phải đưa được về cái dạng, các cái dạng hằng đẳng thức. Vậy A lập trừ đi B lập, A lập trừ đi B lập thì bằng cái gì? Thì nó sẽ bằng là A trừ đi B tức là 2x trừ đi 1/2 thừa số cho A bình tức là 2x tức là bình. Đây này, 2x này đóng vai trò số A này. Thì các em phải tất cả bình phương lên nhá. A bình cộng với A nhân với B là 2x nhân 1/2 cộng với B bình phương. Cái này chúng ta chỉ việc áp dụng hằng đẳng thức thôi đấy. Các em đã học thuộc hết 7 hằng đẳng thức chưa? Nhớ chú ý sẽ phải dành thời gian để học thuộc nhá. Như vậy chúng ta có 2x trừ 1/2 này, 2x trừ 1/2. Rồi, trong ngoặc này 2x tất cả bình, nhớ là phải cho vào ngoặc, còn bạn nào không cho ngoặc là sai nhá. Đây là 4x bình phương. 2 với 2 nhân 1/2 thì bằng 1. Như vậy đây là cộng x thôi, cộng 1/4. Như vậy kết quả của câu C của chúng ta ở đây đó là 2x trừ 1/2 thừa số 4x bình cộng với x cộng 1/4. Đấy.
Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được câu C, bài ý A, B, C. Đến đây rồi, bạn nào cần hãy dừng video bài giảng của cô một chút để chúng ta xem kỹ hơn. Cuối cùng, cô và các em sẽ chuyển sang ý D. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang ý D như sau. Chúng ta có ý D như sau. Ý D ở đây là 1 phần 25 x bình phương. 1 phần 25 x bình phương trừ đi 64 y bình. Như vậy thì chúng ta phải đưa về dạng cái gì đấy tất cả bình, trừ đi cái gì đấy tất cả bình. Đúng không ạ? Như vậy để như thế này chúng ta chưa áp dụng được. Bởi vì là cái này nó bình phương cái con x này, chứ chưa bình phương 1 phần 25. Vậy chúng ta sẽ có là 1 phần 25 này, thì nó sẽ bằng 1 phần 5 tất cả bình. Đúng không ạ? Như vậy thì ở đây nó sẽ bằng 1 phần 5 nhân với x tất cả bình phương, thì nó sẽ bằng 1 phần 25 x bình. 64 x y bình thì nó sẽ bằng 8y tất cả bình. 8y tất cả bình thì bằng 64y bình. Và khi mà các em viết như thế này thì nó chính là a bình trừ đi b bình. A bình trừ b bình thì dễ rồi, chúng ta sẽ áp dụng hàng đẳng thức luôn, đúng không ạ? Như vậy nó sẽ bằng a trừ đi b nhân với lại là a là 1 phần 5x cộng với b tức là cộng 8y. Vậy kết quả chúng ta ở đây sẽ bằng 1 phần 5x trừ đi 8y nhân với lại 1 phần 5x cộng 8y. Đấy. Chú ý là trong cái công thức của chúng ta dạng a bình trừ b bình. Như vậy nếu để như thế này này thì nó mới bình phương với con x thôi. Cái con này nó chưa bình phương. Như vậy chúng ta phải đưa về cái gì đấy tức là bình, chúng ta phải đưa cả cái cụm này, đưa về dạng này bình. Đấy. Ta làm. Các em hãy về làm nốt cho cô các cái bài tập còn lại nhé. Cô sẽ tiếp tục ra video tiếp theo để dẫn cho các em nốt bài tập còn lại. Cảm ơn tất cả các em đã dành thời gian theo dõi video giảng của cô. Hẹn gặp lại các em ở các cái bài học tiếp theo.